Xin chào mọi người, hôm nay Trần Liêm tiếp nhận cái cây S900 của anh Trần Tâm ở Quảng Trị gửi vào. Tình trạng của nó là mọi người khi mà mở lên mọi người nghe không, nó xè lo nè, như đốt cổ hoa vậy đó. Đó, tắt máy luôn rồi nó vẫn nghe nè đó. Nó nổ lấp bóp nha, như pháo hoa luôn. Rồi giờ Trần Liêm sẽ kiểm tra phím nè, liệt nè, này nè nè, bị nhiều lắm nha, bị thập xuống luôn nè đó, bị nhiều lắm. Bây giờ Trần Liêm sẽ tiến hành kiểm tra rồi sau đó báo giá cho khách hàng, rồi sau đó sửa chữa nha. Nếu mọi người có nhu cầu sửa chữa mọi người liên hệ ngay với Trần Liêm nha. Rồi khởi động xong á, vô chế độ test là màn hình là mấy cái con này nó ửng đỏ hết trơn, là dấu hiệu của loạn chức năng nha cả nhà. Ửng đỏ đó. Rồi ok, cái này là lắp con ốc sai là nó bị trượt lên luôn, này bị sơn cạnh lại rồi đó, bể. Giờ Trần Liêm sẽ tắt máy nha để coi ngoại hình đó. Đây bể này, dưới đây bị thủng luôn nha nè, đó thấy chưa, bị thủng, bị bể đó, bể tanh bành luôn, bể đây rớt xuống đây, bể luôn nha, bể hết trơn này. Chắc đóng gói sơ sài quá, việc theo đi giao bưu điện nó dục ghê lắm này, phải đóng trong cái thùng rất là kỹ thì nó mới quả mai là nó an toàn được. Sập phím đó.